Tôi không đánh giá rằng nước biển chỗ nào là dễ bơi hơn nước biển chỗ nào, mà tôi đánh giá rằng việc bơi tốt hay xấu, bơi nhanh hay chậm là do cách bơi của mình thôi. Kể cả sang thị trường Nhật, có những kẻ phải trốn chui trốn lủi, có những kẻ không có tiền về, có những kẻ ăn ở còn không có chỗ nằm. Nếu bạn xem nhiều cái phóng sự của Nhật hơn. Nhưng cũng có những người đi Nhật thì lên cơ đồ. Lên cơ đồ. Họ làm lên cơ đồ. Vậy, rõ ràng Nhật cũng không phải là thị trường mà đến đó cú cũng biến thành công. Mèo cũng biến thành hổ. Ngược lại, làm ở trong nước đi làm công nhân cũng không hẳn là làm công nhân ở Việt Nam không có cơ hội đi lên. Tôi lấy ví dụ anh cứ nhìn 100% các chủ thầu giàu có ở làng quê. Họ đều bắt nguồn từ ông thợ xây, thợ phụ hồ ấy. Xong đi lên thành thợ xây, rồi đấu thầu công trình, rồi trở thành những người thành công. Vậy thì rõ ràng ở môi trường biển nào đi chăng nữa đều có đất cho bạn bơi. Vấn đề là bạn biết bơi hay không. Chứ không phải Nhật là một thiên đường biến cú thành công. Và ở bên Nhật thì đặc thù bạn phải làm quần quật. Bạn phải có sức khỏe, bạn phải biết tiết kiệm và làm việc không ngơi tay trong vòng vài năm. Nhưng tôi nói đến khi bạn có tiền, tức là bạn bỏ sức khỏe để kiếm tiền ở nước ngoài, xong về đến Việt Nam thì lại bỏ tiền để kiếm nghề. Đôi khi là gì ạ? Đi làm nhưng vẫn có nghề. Thì rõ ràng là kiếm tiền để đủ ăn và vẫn có nghề để phát triển trong tương lai. Chẳng qua nó khác biệt là sang Nhật là bạn bán sức khỏe để lấy tiền. Cho nên não của bạn teo, cơ của bạn tăng và túi tiền của bạn cũng tăng. Sau đó bạn quay về, bạn lại làm gì ạ? Não nó căng lên thì bắt đầu lại móc hết cái tiền đấy để cho não nó tăng lên. Còn ở Việt Nam thì gì ạ? Bắp, cơ bắp cũng luyện một tí, não cũng luyện một tí để cho nó lên đều cả gì ạ? Não và cơ. Thì ví dụ như là sau 5 năm bạn đi Nhật thì rõ ràng 5 năm cái người ở nhà không có thể kiếm được nhiều tiền bằng bạn. Nhưng sau 10 năm thì chưa chắc bạn đã nhiều tiền hơn cái người mà gì ạ? Ở nhà. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy. Thế thì vấn đề là góc nhìn của bạn là bạn muốn cái gì thôi. Và bạn đi Nhật thì bạn sẽ nỗ lực, chịu khổ, chịu khó, lao động vất vả, cần cù và xác định là đừng nghĩ nhiều nữa, tập trung vào làm cho thật tốt trong 5 năm rồi có tiền về rồi tính tiếp. Và lúc ấy não nó hơi teo một tí, phải chấp nhận đi. Hai, còn tất nhiên là bạn bây giờ bạn rất là mơ mộng, bạn nghĩ là tôi sang Nhật thì tôi có điều kiện, tôi tiếp xúc với những con người Nhật, những con người văn minh, rồi nền văn minh, rồi cái này cái khác. Nhưng thưa với bạn, đa phần sang đấy 4 bức tường và công việc, tiếp với ai? Còn ông nào mà hăng hái đi tiếp xúc, va chạm, tìm hiểu xã hội thì không cẩn thận là còn không có tiền về. Đấy, chia sẻ với bạn vậy. Thế thì còn thứ hai, bạn ở Việt Nam thì nó lành hơn. Nó lành hơn. Nhưng vậy thì tôi muốn trả lời chốt lại với bạn rằng sự phát triển của bạn phụ thuộc vào chính con người bạn chứ không phụ thuộc vào môi trường. Bạn hãy hoạch định cho mình cho nó phù hợp. Chứ tôi đánh giá không có môi trường nào là thiên đường cho chúng ta hết. Môi trường nào chúng ta cũng đều phải lao động. Hãy xem những phóng sự người Việt ở Mỹ, người Việt ở Hàn Quốc, người Việt ở Nhật Bản, người Việt ở châu Âu, người Việt ở Nga. Bạn sẽ nhìn thấy họ không hề sung sướng. Họ cũng làm việc cật lực ra. Họ làm việc hơn chúng ta rất nhiều lần. Chỉ có điều bạn nhìn thấy họ bước chân về Việt Nam và Việt Kiều thì họ hưởng thụ cho những ngày nghỉ ngơi, bạn thấy nó tuyệt vời. Nhưng nên nhớ, không có sự thành công nào mà không có bóng dáng của lao động. Không có thiên đường nào mà đến đó con người không phải làm gì mà cũng nhận được một cuộc sống hưởng thụ đầy đủ cả. Cho nên
bạn hãy hoạch định cuộc sống của mình làm sao để mình làm rõ mình muốn gì trong tương lai, từng chặng đường một, và nếu nó phù hợp thì bạn lựa chọn đi Nhật, còn không phù hợp thì ở Việt Nam cũng là một miền đất rất tốt. Quan trọng nhất là bạn làm gì, xây dựng cái cách đi của bạn trong từng thời điểm mà thôi. Rồi, chúc bạn hạnh phúc, cảm ơn bạn. Bạn là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn đang phân vân lựa chọn ngành nghề phù hợp, bạn có khả năng tính toán, phán đoán và tư duy logic, bạn luôn cẩn thận, chính xác, bạn là người nhạy bén, có sự đam mê. Không chỉ vậy, bạn còn mong muốn có kỹ năng chuyên môn, nâng cao tư duy và được thăng tiến trong công việc. Vậy, chương trình này là dành cho bạn. Chương trình đào tạo ngành quản trị tài chính được đào tạo theo mô hình huấn luyện bản quyền của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam phối hợp với Hệ thống Giáo dục Quốc gia. Chương trình đào tạo ngành quản trị tài chính ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tại các vị trí tài chính, cung ứng nguồn nhân lực có ý thức, trách nhiệm, thái độ tốt, nắm vững chuyên môn của ngành. Lộ trình học tập 3 năm của bạn. Năm 1, bạn sẽ được học tập chương trình đào tạo khép kín theo mô hình quân đội đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giúp bạn có kỷ luật tốt. Được rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính của doanh nghiệp với khối lượng kiến thức thực tế hữu dụng. Đào tạo kỹ năng mềm. Được hoàn thiện tư duy năng lực làm việc theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Năm 2, thực tập tại doanh nghiệp theo thời gian quy định của luật lao động. Học viên được chuyên gia của tập đoàn CEO Việt Nam hỗ trợ nghiệp vụ trong suốt thời gian thực tập học cao đẳng chính quy vào buổi tối. Năm 3, đi làm tại doanh nghiệp do tập đoàn CEO Việt Nam bố trí học cao đẳng chính quy vào buổi tối. Lộ trình thăng tiến của bạn. Bạn sẽ có nhiều công việc để lựa chọn và có cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp tùy theo năng lực của bản thân. Chuyên viên tài chính, phân tích, tư vấn đầu tư, quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính, định giá tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp, phân tích, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, trợ lý tài chính cho tổng giám đốc, giám đốc, giám đốc tài chính. Chương trình được sự cộng hưởng và đào tạo bởi hai đơn vị uy tín, tập đoàn CEO Việt Nam, đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo, tư vấn chiến lược cao cấp cho hơn 360 tập đoàn và tổng công ty lớn, đào tạo cho hơn 1.000 giám đốc, trưởng phòng kinh doanh trên toàn quốc. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là đơn vị công lập trực thuộc Bộ Công Thương, nhà trường có 58 năm lịch sử và sở hữu nhiều chuyên gia đầu ngành. Người sáng lập chương trình, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO Việt Nam. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam tin tưởng kết quả đào tạo ngành quản trị tài chính theo mô hình đang áp dụng sẽ cung cấp đầy đủ chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Bằng cam kết mạnh mẽ, 100% sinh viên sẽ có việc làm với mức thu nhập trên 5 triệu đồng ngay sau chương trình đào tạo quản trị tài chính. Đối tượng tham gia chương trình: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có tố chất, giỏi toán, tỉ mỉ, cẩn thận, mong muốn có công việc thu nhập cao, ổn định. Thông tin chi tiết chương trình đào tạo vui lòng truy cập website truongdoanhnhancovietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tuyến 0986 776622.